Thưa quý vị và các bạn, chương trình 9 cộng 3 là hình thức học văn hóa rút gọn từ 4 đến 6 môn, song song với học trung cấp chính quy. Học sinh sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông và có bằng trung cấp có thể đi làm ngay hoặc là liên thông lên đại học. Đây là xu hướng đang được nhiều học sinh phụ huynh lựa chọn. Em Hoàng Quốc Khánh, sinh năm 2003, trước kia từng học tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên, thị xã Mỹ Hào. Việc lựa chọn song song học nghề và văn hóa đã cho em những trải nghiệm cũng như định hướng được nghề nghiệp của mình. Nhờ đó, sau khi ra trường, Khánh đã được một doanh nghiệp nhận vào làm với vị trí máy cắt tự động. Những kiến thức trước kia em học ở trường áp dụng được rất nhiều cho việc em đang làm. Công việc thì cũng khá dễ, môi trường thoáng mát sạch sẽ. Em ngày làm từ 8 giờ đến 17 giờ chiều, lương thì cũng tầm 7-8 triệu. Vài năm trở lại đây, xu hướng chọn trường nghề đang được giới trẻ phụ huynh nhìn nhận và bắt kịp với những đổi mới của nền kinh tế thị trường. Bởi một bộ phận con em sau khi tốt nghiệp ra trường lại không tìm được việc làm và nhiều cử nhân đại học chấp nhận làm trái ngành được học. Điều đó cho thấy khi mà thị trường việc làm đang thừa thầy thiếu thợ thì những bạn trẻ có tay nghề được đào tạo bài bản đúng chuyên môn chính là đối tượng mà các nhà tuyển dụng tìm kiếm. Em thấy xung quanh mình có rất nhiều anh chị cũng từng tốt nghiệp trường đại học này, trường đại học kia với bằng khá giỏi. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn tìm kiếm được việc làm. Nhiều người đã làm việc trái ngành nghề hoặc dễ sang một hướng khác. Như vậy vừa tốn kém thời gian, tiền bạc của bố mẹ mà cũng không có lợi ích gì cả. Bản thân tôi là cha mẹ của phụ huynh thì tôi cũng nắm bắt được cái năng lực học của con em mình. Cháu thì năng động, có nhiều kiến thức thực hành tốt. Vì vậy mà gia đình tôi đã lựa chọn cho con học nghề. Mà hiện tại thì tôi thấy các công ty thì cũng có rất là nhiều chế độ ưu đãi đối với người lao động. Theo các trường dạy nghề, xu hướng học nghề như cơ khí, du lịch, điện tử, công nghệ thông tin đang được nhiều học sinh lựa chọn. Lượng tuyển sinh vào các trường hàng năm tăng lên từ 50 đến 100 em. Nhiều trường đầu tư khuôn viên mở rộng trường, lớp, đồng thời đào tạo thêm ngành nghề mới, liên kết chặt chẽ với các đơn vị tuyển dụng tại các công ty để giới thiệu việc làm cho học viên ngay sau khi tốt nghiệp. Nắm bắt được cái xu hướng của cái giới trẻ sớm có công việc ổn định cuộc sống. Cho nên là trung tâm đã phối hợp với các trường trung cấp, cao đẳng. Sau khi tốt nghiệp thì các em có thể đi làm, tham gia thị trường lao động, làm hoặc là các em sẽ tiếp tục học tập nâng cao. Thời gian qua thì chúng tôi cũng đã liên kết hợp tác với rất là nhiều trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Tôi thấy là công tác đào tạo nghề tại các cái trung tâm rất là tốt, có kỹ năng thực hành và khi mà vào doanh nghiệp chúng tôi thì cái công tác mà đào tạo lại thì sẽ giảm chi phí rất là nhiều. Có thể thấy giáo dục nghề nghiệp là xu thế tất yếu trong chiến lược phát triển nhân lực quốc gia, góp phần bảo đảm cả về số lượng và chất lượng nhân lực cho thị trường lao động nhằm đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp và các đơn vị tuyển dụng hiện nay. Đồng thời cần phải thay đổi nhận thức, không chỉ có một con đường duy nhất là phải vào đại học mới thành công khi lập nghiệp.